Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ review cho các bạn về dự án đó là Tita. Đây là phần bản white paper của dự án. Dự án Tita là một dự án về mạng phân cấp đối với hàng hóa trên toàn cầu, với việc buôn bán và thành phẩm với cộng đồng nâng cao tài chính. Nay thì đây phần nội dung của dự án, thì giới thiệu này, các vấn đề, ứng dụng, trao quyền mạng, lộ trình. Tita nghĩa là mua và bán trong một dialect phi địa bản. Dự án Tita là tất cả vì việc xây dựng một hệ thống phân tán bởi công nghệ blockchain cho việc mua và bán các mặt hàng tại địa phương hoặc toàn cầu, giao dịch và thành phẩm, qua đó thiết lập một hệ tăng cường các hệ thống tài chính cộng đồng nơi các mặt hàng được sản xuất. Với phần hàng hóa thì sẽ tốt hơn được sử dụng trong thương mại này. Hàng hóa sẽ được chuyển đổi, hầu như là tất cả các ngành nông nghiệp, năng lượng, các mặt hàng công nghiệp sẽ qua một loạt các quá trình chuyển hóa chúng giữa những điều mà thực sự có thể tiêu thụ. Những biến đổi có thể tạm chia thành 3 loại: biến đổi trong không gian, biến đổi theo thời gian và sự biến đổi theo hình thức. Đại lý hàng hóa là các công ty giao dịch hàng hóa, là những tác nhân quan trọng trong quá trình chuyển đổi này. Việc mua và bán các mặt hàng thì sẽ thường được thực hiện thông qua hợp đồng kỳ hạn trên sàn giao dịch mà chuẩn hóa về số lượng và chất lượng tối thiểu của các hàng hóa dịch vụ. Các nhà đầu cơ hàng hóa, hợp đồng thông minh, cộng đồng nâng cao hệ thống tài chính và các vấn đề mà hiện tại đang gặp phải và cách giải quyết của Tita. Ở đây hiện nay thì sẽ giải quyết các thách thức cơ bản và cấp bách của thị trường hàng hóa toàn cầu và làm thế nào mà nó có thể ảnh hưởng đến sản phẩm cuối cùng có thể thế ngày hôm nay. Đây những vấn đề mà các dự án Tita sẽ được xây dựng để cung cấp giải pháp. Thứ nhất, đó là về tiền. Nhược điểm chính trong phần giải quyết tiền mặt đó là các mặt hàng tại chỗ chợ đầu mối không phải là một tổ chức toàn cầu. Giá hàng hóa sẽ khác nhau từ vị trí đến địa lý, cũng như phù hợp với đặc tính chất lượng, đa dạng và ưu tiên sử dụng cuối tại các địa điểm khác nhau. Sẽ không có độc đáo báo giá tiền duy nhất cho một mặt hàng có giá trị trên toàn quốc hoặc tại bất kỳ thời điểm nào. Với các dòng tín dụng, tiếp cận thị trường quốc tế ngày càng trở nên nhiều hạn chế, như là kết quả của dòng tín dụng chặt chẽ hơn tại các trung gian thị trường phát triển. Logistics, việc buôn bán hàng hóa sẽ là một lô hàng điển hình, không chỉ là từ mỏ đến nhà máy luyện hoặc các nhà máy đầu lọc để mua, mà nó sẽ liên quan đến tàu, xe lửa, nhà kho, nhà máy và trên đường đi. Và ngay cả khi lô hàng mà ngồi trên một xa len hoặc tàu trong một tháng hoặc trong một vòng mấy năm, quyền sở hữu của nó có thể thay đổi nhiều lần. Thứ tư là về công nghệ. Hiệu ứng hành khách thương mại công nghệ blockchain. Với blockchain thì sẽ có một phần số phân cấp, phân phối và công chúng sẽ được sử dụng để ghi lại các giao dịch trên nhiều máy tính, sao cho bản ghi không thể được thay đổi. Phần công nghệ. Với công nghệ blockchain sẽ cung cấp bằng sáng chế thế chấp, sẽ chuyển giao vốn, ước tính rào cản thị trường và đảm bảo giải quyết kịp thời. Các ứng dụng của dự án đang sử dụng dịch vụ như Michael B Cafe tại Singapore này, hoặc là Sam là một đại lý trung gian thỏa thuận lớn. Các hệ sinh thái của Tita là trung tâm hệ sinh thái Tita này, là nhà phân phối, người tiêu dùng, sàn giao dịch, nhà đầu tư, trung tâm Tita, xếp hạng, bên thứ ba, vận chuyển chẳng hạn. Cái phần trao đổi Tita, đây bạn phần trao đổi. Mã Tita, các Tita thẻ sẽ được gọi là Tita và được ban hành để phục vụ làm nhiên liệu cho các hệ sinh thái và một hình thức trao đổi trên nền tảng này. Tổng token cung cấp sẽ là 250 triệu cho đợt sale chính chiếm 25%, cho hệ thống là 30%, 15% sẽ dành cho phần reserve, các phần trăm khác được chia cho đợt pre-ICO là 10%, cho đội ngũ phát triển và team 9%, cho đợt Flipped Sale bán hàng tư nhân sẽ 5%, 2% cho Party, 3% cho quản lý và Marketer, 1% dành cho Token siêu cọc. Về mục sử dụng quỹ, 50% sẽ dành để phát triển dự án, 15% cho chi phí quản lý, hậu cần và dự trữ, 5% dùng để mua lại các thẻ, phí hợp pháp, chi phí bán thẻ sẽ là 1% và xây dựng thương hiệu sẽ là 9%. Dưới đây là phần lộ trình của dự án. Lộ trình của dự án thì
Ngay trong tháng 7 năm 2018 sẽ đợt pre-ICO này. ICO sẽ kết thúc ở trong khoảng tháng 11 đến tháng 12 năm 2018, và sang năm 2019 sẽ phát hành trung tâm Tita thị trường châu Phi và mở rộng thêm ở các khu vực khác nữa như là châu Á này, Trung Đông, vân vân. Trên đây là những phần giới thiệu chi tiết về bản white paper của dự án Tita. Đây sẽ là một nguồn cung cấp cho các bạn thông tin đầu tư vào dự án này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.